Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình, Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông. Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến, bước theo Thầy, nay lòng con quyết theo Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 15 đến câu 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới lần thứ ba: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo Thầy." Quý vị và các bạn thân mến, có hai luồng tôn giáo chính là Tây Phương và Đông Phương. Bên Tây Phương có Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Bên Đông Phương có Ấn Độ giáo, Phật giáo và các truyền thống tôn giáo Trung Hoa. Ta biết theo quan niệm Hy Lạp thì thời gian vận hành theo chu kỳ, và nó là rào cản mà con người ta cần phải vượt qua để thành toàn.
Còn trong quan niệm Do Thái Kitô giáo, thì thời gian hiểu theo đường thẳng, và là giá trị cần thiết phục vụ cho ơn cứu độ, phục vụ cho hành trình của mỗi người hoàn trọn cuộc sống mình. Và các tôn giáo Tây Phương hiểu thời gian theo nghĩa đường thẳng này. Còn các tôn giáo Đông Phương hiểu thời gian theo chu kỳ. Chẳng hạn như luân hồi trong Ấn giáo và Phật giáo. Con người hóa đời mình thành các kiếp khác nhau. Còn trong Kitô giáo, thời gian vì được quan niệm là đường thẳng, nên thời gian là thời gian của lịch sử cứu độ. Ta biết, lịch sử Kitô giáo là lịch sử ơn cứu độ, tức là lịch sử đã được bàn tay Chúa can thiệp. Và lịch sử cứu độ không phải chỉ dành riêng cho những hạng trí thức, cho một số người ưu tuyển, mà là mời gọi mọi người, từ bậc thánh nhân cho đến kẻ tội lỗi, từ người giàu có cho đến người nghèo khổ. Nói chung là, tất cả mọi người được mời gọi đi vào lịch sử ơn cứu độ, để thể hiện lịch sử đời mình trong đó. Đây là vấn đề hết sức hệ trọng trong niềm tin của chúng ta. Sống niềm tin Kitô giáo là đặt mình vào trong dòng lịch sử ơn cứu độ, tức là một cuộc sống thật cụ thể hàng ngày với những gì là thân phận sống của tôi. Mỗi chúng ta đều được kêu mời thực hiện sứ mệnh Chúa trao phó, là cộng tác vào trong công việc đưa lịch sử cứu độ đến ngày cánh chung. Ông Phêrô đã được Chúa hỏi đến 3 lần, là có yêu mến Thầy không? Chúa hỏi không phải vì vấn đề tình cảm, cho bằng, Chúa muốn biết ông có đủ lòng mến để thực hiện sứ mạng Chúa trao hay không. Đó là, hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thế thì sứ mệnh chăm sóc chiên của Thầy không phải là chuyện đơn giản, mà là một sự trả giá đấy. Thánh Phêrô đã phải trả giá cho sứ mệnh của mình. Đó là bị án tử đóng đinh như Thầy của mình. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta thề hứa là chúng ta nói lên lòng yêu mến của mình trong việc thực thi sứ mệnh Chúa trao, là chăm sóc linh hồn tha nhân, chăm sóc chiên của Thầy. Ý thức và xác tín được điều này, chúng ta không thể ngồi yên để nhìn cuộc đời của ông này, bà nọ, của anh kia, chị ấy, đang bối rối, luẩn quẩn hay khổ cực trong niềm tin của họ, mà cùng với họ làm cho lịch sử cứu độ đi đến sự thành toàn. Và nếu ý thức và xác tín được điều này, trong hành trình niềm tin, dù có lúc hạnh phúc hay có lúc thất bại đi chăng nữa, chúng ta vẫn thấy mình và mọi người đang cùng nhau đi trong dòng lịch sử cứu độ, và có Chúa dẫn dắt lịch sử đó đến ngày thành toàn. Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con ý thức được vị thế và sứ mệnh của mình trong dòng lịch sử cứu độ, để tin tưởng và hăng hái đáp lại lời mời gọi của Chúa, như Chúa đã mời gọi Thánh Phêrô, hãy theo Thầy. Amen. Bước theo Thầy, có Ngài cùng đi với con, có anh chị em cùng đi với con trên đường. Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giáo hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo Thầy, vững niềm cậy trông từ đây. Bước theo Thầy, chọn đời con chỉ đi theo Ngài. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốt, Ai Cập. Nhân ngày thân hữu mùng 10 tháng 5 năm 2016 giữa Công giáo và Chính Thống Cốt, Ai Cập, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu của hai giáo hội,
cùng làm chứng về những giá trị quan trọng. Trong thư gửi đến Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Copt, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 3 năm cuộc gặp gỡ huynh đệ của Ngài với Đức Thượng Phụ ở Roma, ngày 10 tháng 5 năm 2013. Đức Thánh Cha khẳng định, với lòng cảm tạ Chúa chúng ta, tôi nhớ lại những giai đoạn chúng ta đã đi với nhau trên con đường hòa giải và thân hữu. Sau bao thế kỷ im lặng, hiểu lầm và có khi đố kỵ nhau, các tín hữu Công giáo và Copt đang gia tăng gặp gỡ nhau, đối thoại và cộng tác với nhau trong việc loan báo tin mừng và phục vụ nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, mặc dù chúng ta vẫn còn ở trong hành trình tiến đến ngày chúng ta có thể cùng nhau dự bàn tiệc thánh thể, nhưng nay chúng ta đã có thể thực hiện sự hiệp thông hữu hình liên kết chúng ta. Tín hữu Copt và Công giáo có thể cùng làm chứng về những giá trị quan trọng như sự thánh thiêng và phẩm giá sự sống của mỗi người, sự thánh thiêng của hôn nhân và đời sống gia đình, tôn trọng thiên nhiên được Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Đứng trước nhiều thách đố ngày nay, tín hữu Copt và Công giáo được kêu gọi cung cấp câu trả lời chung dựa trên tin mừng. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài vẫn cầu nguyện hàng ngày cho các cộng đồng Kitô ở Ai Cập và Trung Đông. Quá nhiều người phải chịu cảnh cơ cực và những tình trạng đau thương. Ngài cũng biết Đức Thượng Phụ rất quan tâm về tình hình Trung Đông, đặc biệt tại Iraq và Syria, nơi các anh chị em Kitô chúng ta và các cộng đồng tôn giáo khác đang đương đầu với những gian truân hàng ngày. Các tín hữu chính thống Copt chiếm 10% trên tổng số 80 triệu dân Ai Cập. Tại nước này cũng có khoảng hơn 200.000 tín hữu Công giáo Copt. Tin Mumbai, Ấn Độ. Các giám mục Công giáo Ấn Độ lên án vụ cưỡng hiếp và sát hại một nữ sinh viên. Hội đồng giám mục Công giáo Ấn Độ đã lên án mạnh mẽ vụ cưỡng hiếp và sát hại một nữ sinh viên 28 tuổi thuộc tầng lớp cùng đinh của Ấn Độ tại quận Ernakulam, bang Kerala, vào ngày 28 tháng 4 vừa qua. Ủy ban phụ nữ của Hội đồng giám mục Ấn Độ đã công bố một tuyên ngôn nói rằng, chúng tôi lên án hành động dã man và khủng khiếp chống lại một phụ nữ, và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về cuộc sống và phẩm giá của phụ nữ ở đất nước này. Thật mỉa mai là phụ nữ bị khinh bỉ, quấy nhiễu và lạm dụng tình dục trên mọi nẻo đường của cuộc sống, và không có sự an toàn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Những câu hỏi được đặt ra là, những phụ nữ có thể được an toàn đến mức độ nào trong xã hội Ấn Độ ngày nay? Các phụ nữ ở trong hoàn cảnh kinh tế và xã hội lạc hậu lại càng dễ bị tổn thương hơn. Các giám mục Ấn Độ đã tham gia vào cuộc kết án của xã hội dân sự, phản đối lại sự tấn công tàn bạo, chống lại nữ sinh viên Chisha. Các bác sĩ cho biết là cô đã bị đâm 38 nhát cho đến chết. Báo chí Ấn Độ đã gọi trường hợp này là Nirbhaya của Kerala, vì trường hợp này rất giống với một trường hợp bạo lực nổi tiếng thế giới của Nirbhaya, một sinh viên điều dưỡng bị cưỡng hiếp trên xe buýt ở Delhi vào năm 2012. Cô đã qua đời trong một bệnh viện ở Singapore sau vài ngày đau khổ khủng khiếp. Bác sĩ Pascal Cavalho, một thành viên của Học viện Giáo hoàng về sự sống, nói với hãng tin Asia rằng, bạo lực đối với phụ nữ không chỉ là ví dụ phổ biến nhất về sự vi phạm nhân quyền. Phân biệt giới tính cũng rất phổ biến ở Ấn Độ, gây ra mối lo ngại nghiêm trọng cho sự an toàn của phụ nữ ở nước này. Cuộc tấn công khủng khiếp và tàn bạo này trên người phụ nữ trẻ là một sự xấu hổ về sự an toàn của phụ nữ của chúng ta, và cũng là một vết nhơ về cách chúng ta đối xử với phụ nữ tại Ấn Độ. Theo bác sĩ, xã hội và não trạng gia trưởng của người dân là nguồn gốc liên quan đến các tội ác ghê tởm đối với phụ nữ, cả trong gia đình cũng như bên ngoài, hoặc tại nơi làm việc. Ông cho biết là các vụ lạm dụng bạo hành trong gia đình, nạn nhân của bạo lực, những cái chết vì của hồi môn
và vì bị quấy rối, sách nhiễu, không phải là hiếm ở Ấn Độ. Bác sĩ Cavalho, cũng là thành viên của Ủy ban Sự Sống của Giáo Phận, nhận xét rằng, sự tấn công chống lại phụ nữ bắt đầu ngay cả trước khi họ được sinh ra. Náo trạng, chống sự sống, chống lại các bé gái. Việc thực hành phá thai theo chọn lựa giới tính là hậu quả của những quy định văn hóa trọng nam khinh nữ. Thêm vào đó, việc giết các bào thai nữ tấn công vào chính ngay từ đầu cuộc sống của bé gái sơ sinh. Theo Văn phòng Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, cứ mỗi 3 phút là có một tội ác đối với phụ nữ. Bác sĩ kết luận, ngay cả việc đẻ thuê cũng là một hình thức khác của việc khai thác. Đó là một ngành công nghiệp phát triển mạnh ở Ấn Độ, được ước tính là hơn 1 tỷ đồng. Ngành kinh doanh đẻ thuê không chỉ củng cố khuôn mẫu giới tính, trong đó phụ nữ chỉ là hàng hóa, mà còn dẫn đến việc khai thác những người đẻ thuê, những người thường không hiểu những điều họ đang đăng ký. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của tông huấn hậu thượng hội đồng về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Số 42. Hơn nữa, việc suy giảm dân số vì não trạng chống đối việc có con và được cổ vũ bởi nền chính trị ngừa thai trên thế giới đã tạo nên không những một tình thế, trong đó mối liên hệ giữa các thế hệ không còn được bảo đảm, mà cả mối nguy này. Với thời gian, việc suy giảm này sẽ dẫn đến cảnh bần cùng hóa kinh tế và mất hết hy vọng vào tương lai. Việc phát triển kỹ thuật sinh học cũng có tác động lớn đối với sinh suất. Thêm vào đó, còn có các nhân tố khác như kỹ nghệ hóa, cách mạng tình dục, sợ nhân mãn và các vấn đề kinh tế. Chủ nghĩa duy tiêu thụ cũng khiến người ta không dám có con, chỉ để họ duy trì được một chút tự do hay lối sống nào đó. Lương tâm ngay thẳng của vợ chồng nào biết quảng đại trong việc truyền sinh, có thể dẫn họ, vì các lý do đủ nghiêm túc, tới việc giới hạn số con. Ấy thế nhưng, vì phẩm giá của lương tâm này, giáo hội mạnh mẽ bác bỏ sự can thiệp cưỡng bức của nhà nước, đòi người ta phải ngừa thai, triệt sản và thậm chí phá thai. Các biện pháp này không thể chấp nhận được, ngay ở những nơi có sinh suất cao. Ấy thế nhưng ở các quốc gia có sinh suất thấp đến độ gây bối rối, chúng ta vẫn thấy các chính khách khuyến khích các biện pháp này. Như các giám mục Đại Hàn từng nói, việc này hành động một cách tự mâu thuẫn và sao lãng bổn phận của mình. Số 43. Việc suy yếu đức tin và thực hành tôn giáo trong một số xã hội đã gây nhiều hậu quả đối với các gia đình, khiến họ càng bị cô lập hơn khi gặp các khó khăn. Các nghị phụ thượng hội đồng từng ghi nhận rằng, một triệu chứng của sự nghèo nàn lớn lao trong nền văn hóa hiện thời là sự cô đơn, phát sinh từ việc thiếu vắng Thiên Chúa trong đời sống con người và sự mỏng manh trong các mối liên hệ. Cũng có một cảm thức bất lực tổng quát trước các thực tại kinh tế xã hội, đôi khi có tác dụng đè bẹp các gia đình. Các gia đình này thường cảm thấy bị bỏ rơi bởi sự thờ ơ và thiếu quan tâm của các định chế. Tác dụng tiêu cực đối với trật tự xã hội khá rõ ràng, như đã thấy trong cuộc khủng hoảng dân số, trong khó khăn nuôi dưỡng con cái, trong do dự chào đón sự sống mới, trong khuynh hướng coi người cao niên như một gánh nặng, và trong việc gia tăng các vấn đề xúc cảm và bùng nổ bạo lực. Nhà nước có trách nhiệm ban hành các đạo luật và tạo ra việc làm, để bảo đảm tương lai cho giới trẻ, và giúp họ thể hiện được kế hoạch tạo lập gia đình của họ. Số 44. Việc thiếu nhà ở xứng đáng và hợp túi tiền thường dẫn tới việc trì hoãn các mối liên hệ chính thức. Cần nhớ rằng, gia đình có quyền có nhà ở xứng đáng, thích hợp cho cuộc sống gia đình và tương xứng với con số thành viên của nó,
trong một môi trường thể lý có thể cung cấp các dịch vụ căn bản cho cuộc sống gia đình và cộng đồng. Gia đình và tổ ấm luôn đi đôi với nhau. Điều này giúp ta thấy việc nhấn mạnh tới quyền gia đình, chứ không phải chỉ quyền cá nhân, là điều quan trọng như thế nào. Gia đình là một thiện ích mà xã hội không thể không có, và nó cần được bảo vệ. Giáo hội vốn luôn coi việc cổ vũ hôn nhân và gia đình và bảo vệ chúng chống lại những người tấn công chúng là một phần trong sứ mệnh của mình, nhất là ngày nay, khi chúng ít được lưu ý trong các nghị trình chính trị. Các gia đình có quyền có khả năng trông chờ một chính sách gia đình thỏa đáng từ phía các nhà cầm quyền công cộng, trong các lĩnh vực tư pháp, kinh tế, xã hội và tài chính. Đôi lúc, nỗi lo âu của các gia đình trở nên bi đát khi, đương đầu với bệnh tật của người thân, họ không có được sự chăm sóc y tế thỏa đáng, hay lao đao trong việc tìm việc làm xứng đáng. Các hạn chế kinh tế ngăn cản các gia đình tham dự vào giáo dục, các sinh hoạt văn hóa và can dự vào đời sống xã hội. Bằng nhiều cách, tình hình kinh tế hiện nay đang ngăn cản người ta tham dự vào xã hội. Cách riêng, các gia đình chịu nhiều nan đề liên quan tới việc làm. Trong đó, giới trẻ có ít khả thể, và việc cung ứng việc làm khá lựa lọc và không chắc chắn. Ngày làm việc dài hơn, và thường còn trở nên nặng nề do những thời kỳ phải sống xa gia đình dài hơn. Tình thế này không giúp các thành viên trong gia đình tụ họp với nhau, hay giúp cha mẹ ở với con cái, một cách có thể nuôi dưỡng các mối liên hệ hàng ngày của họ. Số 45. Một số lớn trẻ em sinh ngoài hôn nhân, nhiều em sau đó lớn lên chỉ có một trong các cha mẹ, hay trong các gia đình pha trộn hay tái tạo. Việc khai thác tình dục trẻ em là một trong những thực tại tai tiếng và đồi trụy nhất của xã hội hiện nay. Các xã hội trải qua bạo lực vì chiến tranh, vì chủ nghĩa khủng bố, hay vì sự hiện hữu của tội ác có tổ chức, cũng đang chứng kiến nhiều tình huống gia đình thoái hóa, nhất là tại các đô thị lớn, nơi, trong các khu ngoại ô, hiện tượng gọi là trẻ em hè phố đang gia tăng. Việc lạm dụng tình dục trẻ em càng trở nên tai tiếng hơn nữa, khi nó diễn ra ở những nơi đáng lý ra chúng phải được bảo vệ, đặc biệt, trong gia đình, ở trường học, và trong các cộng đồng và định chế Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo của tông huấn hậu thượng hội đồng về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở bài trước, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu về đức tin của Hội Thánh như được tóm lại trong Kinh Tin Kính các Tông Đồ. Và như chúng ta đều biết, Kinh Tin Kính xoay quanh một trục chính là Thiên Chúa Ba Ngôi. Và bài hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về Thiên Chúa Cha, đấng được tuyên xưng là Cha, là Thiên Chúa duy nhất. Trước tiên, đó là mệnh đề, tôi tin kính Đức Chúa Trời. Ngay từ đầu của bản Kinh Tin Kính, giáo hội tuyên xưng một đặc tính quan trọng của Thiên Chúa, Ngài là đấng duy nhất, là đấng sáng tạo trời đất. Tất cả những mầu nhiệm khác đều hướng về Thiên Chúa duy nhất và sáng tạo để diễn tả về Ngài một cách rõ ràng và bao quát hơn. Kinh Tin Kính Nicea
Constantinople tuyên xưng rằng: "Tôi tin kính một Thiên Chúa." Lời này bắt nguồn từ Cựu Ước. Chúng ta đều biết rằng khi Thiên Chúa mặc khải cho ông Mô-xê trên núi Sinai, Ngài đã xưng mình là Đấng Hằng Hữu, là Chúa của sự sống, Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Chính vì thế, qua bao nhiêu thế kỷ, dân Do Thái vẫn hằng tin kính và tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng duy nhất và chỉ một mình Ngài là Đấng quyền năng. Chính niềm tin đó đã hướng dẫn họ yêu mến, phụng thờ Thiên Chúa hết lòng, hết dạ và hết cả trí khôn. Thiên Chúa duy nhất đã mặc khải danh của Ngài. Trong tiến trình tự mặc khải của Thiên Chúa, Ngài dần dần tỏ cho con người biết danh của Ngài. Thật thế, khi nhắc đến ai là chúng ta nhắc đến tên của người đó. Cái tên gợi lên cho chúng ta những đặc điểm của người đó. Và nhờ vậy, chúng ta có thể xác định họ là ai, là người nào. Cũng vậy, danh hay tên của Thiên Chúa cũng gợi lên cho chúng ta biết về bản tính của Ngài. Thiên Chúa mà chúng ta nói tới ở đây không phải là một thế lực vô hình, bất định, nhưng là một Thiên Chúa cụ thể mà từ ngữ triết học gọi Ngài là Thiên Chúa hữu ngã, có ngã vị. Vì thế, khi mặc khải danh của Ngài cho con người, Thiên Chúa muốn cho con người có thể dần dần nhận biết về chính Ngài, và nhờ đó họ có thể tiếp xúc tương quan, giao tiếp một cách cá nhân và trực tiếp với Ngài. Trải qua dòng lịch sử, chúng ta thấy Thiên Chúa đã mặc khải cho con người nhiều danh xưng khác nhau. Tuy nhiên, trong cuộc thần hiện trên núi Sinai, Ngài mặc khải cho Mô-xê biết về danh của Ngài là Đấng Hiện Hữu, Đấng Hằng Sống. Đó chính là một danh hiệu căn bản làm nền tảng cho toàn bộ đức tin của dân Israel. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về một đặc tính nữa, đó là Thiên Chúa Hằng Sống. Khi Thiên Chúa mặc khải cho ông Mô-xê, Ngài là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ngài đã muốn bày tỏ cho ông Mô-xê và cho dân Israel biết rằng Ngài là Đấng dẫn dắt các tổ phụ của họ, và nay Ngài muốn thực hiện lời mà Ngài đã hứa với tổ tiên họ. Ngài đến để giải thoát con cháu họ khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Như thế chúng ta lại nhận ra Ngài là Đấng vượt trên không gian và thời gian của con người, của vũ trụ. Ngài dùng quyền năng của mình để thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài. Một đặc tính khác gắn liền với đặc tính Thiên Chúa Hằng Sống, đó là Thiên Chúa là Đấng tự hữu, Đấng hằng hữu. Chúng ta nhớ lại rằng, trên núi Sinai, khi ông Mô-xê hỏi về danh tính của Ngài, Thiên Chúa đã tỏ cho ông biết Ngài là Gia-vê. Vậy thì Gia-vê có nghĩa là gì? Gia-vê là một danh bí nhiệm, có thể được dịch ra nhiều cách khác nhau, như là ta là Đấng tự hữu, hoặc ta là Đấng hiện hữu, hoặc ta là Đấng ta là, hoặc ta chính là ta. Sự huyền nhiệm của danh Thiên Chúa diễn tả một trong những đặc tính của Ngài. Ngài là Đấng huyền nhiệm. Ngài là Thiên Chúa siêu việt, vượt trên tất cả những gì con người có thể hiểu biết được. Chính vì vậy, Thiên Chúa còn được biết đến với một danh hiệu khác. Ngài là Thiên Chúa ẩn mình. Tuy nhiên, một điều rất đặc biệt là vị Thiên Chúa siêu việt huyền nhiệm và ẩn mình đó lại muốn gần gũi với con người và muốn được con người gọi là cha yêu thương. Khi mặc khải danh thánh, Thiên Chúa cũng tỏ ra Ngài là Thiên Chúa trung tín, Ngài hiện diện trong những khó khăn của con người để cứu giúp họ. Chính vì thế, Ngài siêu việt trên vũ trụ và con người. Nhưng Thiên Chúa lại luôn hiện diện và cuốn hút con người đến với Ngài. Và khi đến với Ngài, họ nhận ra sự nhỏ bé của mình. Cũng giống như ông Mô-xê đã cởi dép ở chân ra và che mặt đi trước tôn nhan Thiên Chúa Chí Thánh.
hay như Thánh Tông Đồ Phêrô đã phải thốt lên: Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Quả thật, Kinh Thánh Cựu Ước đã nhiều lần khẳng định về bản tính của Thiên Chúa. Ngài là đấng hiện hữu, bền vững từ đời nọ đến đời kia, vượt trên lịch sử của nhân loại. Chính Ngài sáng tạo nên trời và đất. Nhưng cho dù trời đất có đổi thay thì Ngài vẫn trước sau như một. Vì thế, sách Khải Huyền đã diễn tả, Ngài là khởi nguyên và cùng tận, là đầu và là cuối, là Alpha và Omega. Sách Kinh Bổ Cũ dạy rằng, Thiên Chúa là đấng vô thủy, vô chung. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như người Việt Nam chúng ta có truyền thống kiêng kỵ tên húy, dân Israel cũng có truyền thống tôn kính sự thánh thiện của Thiên Chúa và tránh không gọi trực tiếp danh của Ngài. Vì vậy, khi có dịp phải nhắc đến Ngài, họ dùng một tước hiệu khác để thay thế. Thay vì gọi Ngài là Gia-vê, thì họ gọi Ngài là Adonai. Adonai cũng có nghĩa là Chúa. Một đặc tính nữa của Thiên Chúa đó là Ngài là đấng nhân hậu và từ bi. Vì Thiên Chúa là đấng chí thánh, nên Ngài cũng từ bi và nhân hậu, sẵn sàng tha thứ cho những ai biết thành tâm nhận lỗi. Quả thế, để mặc khải đặc tính này, chính Ngài đã nói, ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Cựu Ước đã nhiều lần nhắc đến việc dân Israel bỏ Thiên Chúa và chạy theo thần của dân ngoại. Thiên Chúa cũng đã nhiều lần đánh phạt họ, nhưng rồi, nhờ lời chuyển cầu của ông Mô-xê hay các vị đại diện khác, Thiên Chúa đã tha thứ và rồi lại thương yêu họ. Quả đúng như lời mặc khải của Ngài, ta là đấng nhân hậu và từ bi, chậm giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Quý vị và các bạn thân mến, khi tin kính Thiên Chúa đấng duy nhất và hằng hữu, chúng ta hãy nhìn vào bài học của dân Israel xưa để tránh xa những cám dỗ của thói tin vơ thờ quấy. Một trong những biểu hiện của tục tôn thờ ngẫu tượng là lập luận theo kiểu có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nên hễ nghe thấy chỗ nào linh, chỗ nào thiêng thì liền tìm đến để cầu cạnh, dù đó là gốc đa hay đền miếu, trong khi chưa tìm hiểu thực hư của vấn đề là như thế nào. Xin Thiên Chúa đấng duy nhất và hằng hữu gìn giữ chúng ta trong tình yêu thương của Ngài, để chúng ta nhất tâm tôn kính và phụng sự Ngài, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của sự thật và tình yêu. Thiên Chúa là sự thật và tình yêu cũng chính là đề tài mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài sau. Thân ái, chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Bông hoa hương dương sông nhờ anh mặt trời, tuổi trẻ chúng con cũng sông nhờ đức tin anh thiêng. Nguyện đi khắp nơi loan truyền ơn trời để trần gian biết tin nhận lời. Tuổi trẻ hôm nay tràn niềm vui vì niềm tin trong tim vững say. Nguyện đi đến muôn nơi làm nhân chứng lời người. Mang ánh đèn đức tin chiếu soi vào thế giới. Người trẻ hôm nay vì niềm tin nguyện dựng xây nước Chúa hiền vinh, nguyện yêu đến hy sinh, tình thương xóa hận thù, đoàn kết người khắp nơi thành con dân Chúa trời. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu câu chuyện Ba-la-am
Và bài học thứ nhất rút ra được từ câu chuyện này là ngôn sứ nói lời Thiên Chúa trong sự thật. Hôm nay, chúng ta cùng với vị giáo sư tiếp tục suy gẫm câu chuyện này và rút ra bài học thứ hai từ câu chuyện này cho mỗi người chúng ta. Xin chào tất cả các bác, anh chị em. Trong câu chuyện Ba La này, ngoài cái bài học mà tôi vừa mới nói là người ngôn sứ nói lời Thiên Chúa trong sự thật, còn có một cái chân lý thứ hai muốn nói rằng dân này nè là dân Chúa chọn. Dân Do Thái, cái dân nghèo đói xác xơ đó, cù bơ cù bất mấy chục năm trong sa mạc đấy, nó cũng tội lỗi bất trung đấy. Bao nhiêu lần nó bất trung rồi. Trong đó có cái câu chuyện thứ hai, cái câu chuyện ở Sip-tin, lại thêm một lần nữa ta thấy dân Do Thái bất trung vì nó đi lại với thần Ba-la-po của dân địa phương, trong đó đi lại với những người phụ nữ Moab, nói lên cái sự bất trung thêm một lần nữa, và đó lại là một cái chuyện bất trung thường xuyên. Cho dẫu vậy, Gia-vê vẫn nói lời chúc lành qua miệng Bi-la-am. Như vậy, dân được tuyển chọn không phụ thuộc vào chuyện họ tốt hay họ xấu, họ thánh hay họ tài giỏi, mà chỉ vì Thiên Chúa muốn chọn họ. Chỉ vì do cái lòng tốt của Ngài, do cái tự do tuyệt đối của Ngài, Ngài chọn họ làm dân riêng, dân giao ước, để qua đó Ngài mặc khải dần dần cho thế giới này biết về chính Ngài. Đó là cái điều thứ hai ta rút được ra trong cái câu chuyện này. Đâu phải ta ngoan mà Thiên Chúa mến thương ta. Bài hát của ai? Cha Thành Tâm. Nhưng mà lời của Thánh Kinh: đâu phải ta hay, đâu phải ta ngoan mà Chúa mến thương ta, nhưng do nơi lòng hay thương xót của Ngài. Những người càng tội lỗi càng nghiệm ra cái chân lý này: Chúa chọn ta một cách nhưng không bởi lòng thương xót của Ngài, không bởi do ta. Ta có làm được gì tốt, làm được gì hay, ta có phải làm điều gì tốt, điều gì hay, đó là bởi vì như là một đáp trả sau khi nghiệm ra cái lòng thương xót ấy, nó chạm vào ta khiến tim ta rướm máu. Từ đấy trở đi, đời ta là một đáp trả. Thế mà có khi lòng thương xót ấy chạm hoài cho tới cuối đời ta vẫn chưa nhận ra, thưa anh chị em. Giống như dân Do Thái, giống như người vợ bất trung, cái hình ảnh mà Hô-sê dùng đối với dân Do Thái trong tương quan với Gia-vê Thiên Chúa. Bao nhiêu lần nó bất trung mà Gia-vê Thiên Chúa vẫn tha thứ. Và đến lần cuối cùng Ngài cho chính người con một ngày đến mà họ cũng vẫn chưa nhận ra. Hình ảnh đó có khi nghiệm lại ở nơi cá nhân, nơi gia đình, nơi cộng đồng của ta. Ta cũng là một hình ảnh của dân đó đó, thưa anh chị em. Chúng ta cùng đọc một đoạn dân số 22. Sau đó con cái Israel lại lên đường và đóng trại ở thảo nguyên Moab bên kia sông Jordan, đối diện với Jericho. Vua Balak, con vua Sippor, đã thấy tất cả những gì Israel gây ra cho người Emori. Người Moab khiếp sợ trước đám dân đó vì họ quá đông. Moab kinh hãi phải đối đầu với con cái Israel. Moab nói với các kỳ mục Madian rằng: này, đám người ấy sẽ ngốn hết chung quanh chúng ta như bò ngốn cỏ ngoài đồng. Vậy vua Balak, con vua Sippor, bấy giờ đang cai trị dân Moab. Vua liền sai các sứ giả đến mời Bilam, con của Bơ, ở Pơ-to, gần sông Cả, trong đất của con cái Amon. Vua nói:
Này có một dân đã ra khỏi Ai Cập, lan tràn khắp xứ và hiện đang đóng trại đối diện với ta. Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân đó cho ta, vì nó mạnh hơn ta. May ra nhờ thế ta có thể đánh bại được nó và đuổi nó ra khỏi lãnh thổ của ta. Vì ta biết kẻ nào được ông chúc phúc thì được phúc, và kẻ nào bị ông nguyền rủa thì mắc họa. Các kỳ mục Moab và các kỳ mục Madian đã lên đường, cầm theo tiền thù lao cho lời sống. Họ tới gặp ông Bilaam và chuyển tới ông lời của vua Balak. Ông nói với họ, mời các ông qua đêm ở đây, rồi tôi sẽ trả lời cho các ông theo như Đức Chúa nói với tôi. Vậy các thủ lãnh Moab đã ở lại với ông Bilaam. Thiên Chúa đến với ông Bilaam và phán rằng, những kẻ đang ở với ngươi là ai đó? Ông Bilaam thưa lại với Thiên Chúa, Balak, con của Sippor, vua Moab, đã sai họ đến nói với tôi rằng, này đám dân ra khỏi Ai Cập, nay đã lan tràn khắp xứ, xin ông đến nguyền rủa nó cho ta. May ra nhờ thế ta có thể giao tranh với nó và đuổi nó đi. Bây giờ Thiên Chúa phán bảo ông Bilaam, ngươi không được đi với chúng, không được nguyền rủa dân đó, vì nó đã được chúc phúc. Sáng hôm sau, ông Bilaam trỗi dậy và nói với các thủ lãnh vua Balak đã sai đến rằng, các ông hãy trở về xứ các ông. Đức Chúa đã từ chối không để cho tôi đi với các ông. Vậy các thủ lãnh Moab trỗi dậy, trở về với vua Balak và nói, ông Bilaam đã từ chối không chịu cùng đến với chúng tôi. Xin dừng ở đó. Cảm ơn. Đó là cái câu chuyện thứ nhất mà chúng ta vừa mới đọc. Nó nói lên một cái nội dung nào đó trong mặt khải qua lịch sử của dân Do Thái tương quan với Gia Vệ. Ngoài những cái câu chuyện kia, anh chị em chắc đã đọc rồi, nếu có thời giờ đọc lại, nó cũng nói lên những điểm nào đó quan trọng trong tương quan của dân giao ước với Chúa và mặc khải một số điều. Cái trình thuật chương 25 ở tại Sittim nói lên cái sự bất trung của dân Do Thái đối với giao ước, bởi vì họ đi theo thần Ba-al. Và cái câu chuyện Pinchas đã xử một đôi gian phu dâm phụ, một người đàn bà Man-yan và một người Do Thái đó, nói lên cái chuyện bất trung này. Đó là một cái câu chuyện thời xưa tượng trưng cho cái sự bất trung không phải chỉ về mặt tội điều răn thứ sáu hay điều răn thứ chín. Họ dùng cái hình ảnh này để nói lên một cái sự bất trung của dân Do Thái đối với dân, bất trung trong cả những cái lãnh vực khác. Thí dụ trong lãnh vực thờ phượng, thí dụ trong lãnh vực tương giao giữa con người với con người không như Chúa muốn, cụ thể tương giao của con với cha mẹ mà chúng ta vẫn thường nói đến như là điều răn thứ tư, hoặc tương giao ngược với điều Chúa muốn, đó là ví dụ hại tới mạng sống của người khác, hoặc là cướp lấy cái sở hữu của người khác, vân vân. Tức là 10 cái giới răn đó mà bình thường các dân khác không phải là dân mặc khải, với kinh nghiệm của con người họ cũng nhận ra được, hễ làm người thì ai cũng nhận ra đây là điều ta phải sống. Có phải thế không thưa anh chị em? Cứ nghiệm lại mà xem, trong các tôn giáo lớn đều có cái nội dung của 10 điều răn này hết. Mà 10 điều răn này, nhất là trong 7 cái điều sau là tương quan hàng ngang giữa người với người đó, trong các tôn giáo lớn đều có cái nội dung tương tự như thế.
Và đạo ông bà của chúng ta từ xưa đến giờ cũng dạy con người ta, cũng nằm trong cái 10 điều răn này thôi. Cho nên khi mà chúng ta sống ngược với cái lương tâm của mình thì cũng là sống ngược với cái giới răn mặc khải ở trong đạo Do Thái Kitô giáo. Cho nên ta bất trung với Chúa không chỉ trong lĩnh vực điều răn thứ 6 hay thứ 9 mà cả trong những lĩnh vực khác nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay, cái lĩnh vực rất tế nhị và người ta phạm nhiều nhất là lĩnh vực nói ngược với sự thật. Bởi vì ngày hôm nay, cái phương tiện truyền thông đại chúng, nó giúp cho một lời nói, một hành động, một biến cố, bất cứ ở góc nào, chân trời nào, trên thế giới, trong phút chốc, nhờ Internet, nhờ vệ tinh, nhờ truyền thanh, truyền hình, bất cứ ở đâu cũng có thể biết được. Nếu như những lời hay những biến cố ấy được truyền đi với một ý định không nằm trong sự thật, và điều đó chúng ta thấy rất thường xảy ra. Người ta có một định kiến gì đó với một ai đó, người ta liền viết bài, viết vở, phê bình, phê phán, thậm chí chửi rủa, phóng lên Internet ngay. Người ta nghĩ rằng người ta làm đó là người ta làm sự thật, người ta làm ngôn sứ. Nhưng mà có biết chăng ta đang làm ngôn sứ hay ta đang vu khống nhục mạ người khác? Ta phạm tới điều răn thứ 8 mà ta không biết. Đó, kính thưa anh chị em, nhân cái chuyện xảy ra tại Sít-tin, cái sự bất trung của dân đối với Chúa không phải chỉ trong cái lĩnh vực tình dục, tình cảm, mà cả trong những lĩnh vực khác ta cũng có khả năng bất trung với Chúa. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện. Chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ, con sợ chi, con sợ chi, mẹ ơi. Quý vị và các bạn thân mến, Nhật Bản là một nước rất truyền thống. Họ chỉ có hai tôn giáo. Phật giáo được truyền từ Trung Quốc, còn Thái Dương Thần Giáo là tôn giáo quốc gia. Người Nhật cho mình là con cháu của thần Thái Dương, tức là thần mặt trời. Có thể nói, không một tôn giáo nào ở ngoài dễ dãi được truyền vào Nhật Bản cả. Và dù có truyền được, thì cũng sẽ bị bắt hại và tiêu diệt. Lịch sử đạo Công giáo Nhật cho biết vào thế kỷ thứ 15, Thánh Francisco Xavier đã sang giảng đạo ở phương Đông. Trước hết, Ngài đến thành Goa, nước Ấn Độ để giảng dạy. Sau đó, đáp tàu sang Nhật Bản vào khoảng những năm 1550 để tiếp tục hành trình giảng đạo. Ở Nhật khoảng 2 năm,
thì Ngài đi Trung Quốc và giữa đường thánh nhân qua đời. Theo lịch sử thì ở Nhật Bản có nhiều người đã được thánh nhân rửa tội và giữ đạo rất bền vững. Nhưng sau khi Ngài đi rồi thì một cuộc cấm đạo đã xảy ra. Rất nhiều người Công giáo đã bị bắt và giết hại. Nhiều người Công giáo còn sót lại phải trốn tránh đi các vùng xa xôi hẻo lánh để giữ đạo. Chuyện kể rằng, có một nhóm người Công giáo đã đến để định cư tại vùng Urakami, nơi hoang vu, rừng sâu nước độc để giữ đạo. Sau này con cháu của họ chỉ còn biết tiếp tục đọc kinh lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Họ cho rằng lần chuỗi Mân Côi là giữ đạo Công giáo. Ngoài ra, họ không biết gì thêm. Lớn lên làm bất cứ công việc gì, theo bất cứ tôn giáo nào, thần giáo hay Phật giáo, họ cũng vẫn cứ lần chuỗi Mân Côi, vì đó là đạo truyền thống của cha ông họ để lại. Thời gian trôi qua gần 3 thế kỷ, nhưng lòng đạo và thái độ của những người này vẫn không có gì thay đổi. Một hôm, có khoảng 12 người trong số những người này được dịp về thành phố Nagasaki du lịch. Họ đến viếng nhà thờ chính tòa Nagasaki mới xây cất xong. Họ xin phép được vào kính viếng thánh đường, được Đức Giám mục Bitichen tiếp đón và hỏi thăm. Họ nói, cha ông họ trước kia là người Công giáo, nay chỉ còn biết lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ Maria. Xin Đức Cha chỉ cho họ biết là ở đây có Đức Mẹ Maria không? Đức Cha dẫn họ vào nhà thờ và chỉ cho họ tượng rất thánh Đức Mẹ Maria, trên tay có cầm chuỗi hạt Mân Côi. Một bà trong nhóm họ đã kêu lên, đây rồi, chính là Đức Mẹ Maria mà cha ông chúng ta tôn kính và nâng lần chuỗi Mân Côi. Từ đây chúng ta sẽ bắt đầu trở lại đạo Công giáo theo đúng truyền thống của cha ông chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, dù có khó khăn, nguy hiểm đến đâu, Mẹ Maria vẫn đồng hành với chúng ta. Những người Kitô hữu Nhật Bản kể trên, dù bị bách hại và trải qua gần 300 năm xa cách với giáo hội, mà vẫn giữ được truyền thống cha ông để lại, vẫn còn giữ được đạo, đó là nhờ ơn của Đức Mẹ qua kinh Mân Côi. Chính bàn tay Đức Mẹ đã gìn giữ họ và đưa họ về với Chúa. Quả thật, Đức Mẹ có một vị thế quan trọng trong đời sống đạo của các Kitô hữu. Không một vị thánh nào lại chẳng yêu mến Đức Mẹ. Ai muốn nên thánh cũng phải chạy đến nài xin để học đòi những nhân đức của Mẹ. Qua Đức Mẹ, Chúa đã tuôn đổ biết bao ơn lành cho nhân gian. Nhiều phép lạ đã được Chúa nhậm lời chỉ vì đã nài xin qua trung gian của Đức Mẹ. Đứng trước tình cảnh khốn quẫn của đoàn con nơi dương gian, tấm lòng từ mẫu không thể không ra tay làm phúc. Môn đệ Gioan đã vâng lời Chúa mà rước Đức Mẹ về nhà mình. Ông rước Đức Mẹ về chẳng phải để chăm sóc Đức Mẹ cho bằng, được chính Đức Mẹ bảo ban và hướng dẫn. Hãy noi gương Thánh Gioan để rước Đức Mẹ vào đời mình. Mẹ sẽ chăm sóc cho chúng ta để chúng ta chu toàn sứ mạng mà Chúa đã ủy thác. Chưa có ai thật lòng yêu mến Đức Mẹ mà phải xa hỏa ngục bao giờ. Và chẳng ai có Đức Mẹ trong lòng mà lại không sống đạo đức. Chúng ta hãy xin phó thác toàn thân mình cho Mẹ, để qua Mẹ và nhờ Mẹ mà chúng ta sẽ được dẫn đến với Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy đến và ngự vào nhà chúng con, vào tâm hồn của chúng con, để chúng con mỗi ngày được yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen. Lạy Mẹ Phó Ti Ma, Mẹ đi non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần,
thiết. Xa gì sâu nguy biển, thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ, con sợ chi, con sợ chi. Mẹ ơi, lạy mẹ phá đi. Cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn thương. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng luôn chính tuyến. Tựa hoa trắng ngần, trọn đời con trung tín sống với mẹ, luôn cho mẹ biết hy sinh quên lời danh, sống cuộc đời bình an. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.